Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức thời tiết và đặc biệt là tình hình về cơn bão số 2 cùng với biên tập viên Hương Liên. Chị Liên ơi, không biết là khi nào thì cơn bão số 2 sẽ tác động đến thủ đô Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc ạ? À? Vâng ạ à, Yến, theo dự báo thì từ chiều tối nay miền Bắc sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 2. Kính thưa quý vị khán giả, với tốc độ di chuyển từ 15 đến 20 km một giờ theo hướng Tây Tây Bắc thì chiều nay bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ khoảng cấp 8. Đến sáng sớm mai thì bão sẽ đi vào đất liền Bắc Bộ rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp ở trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay ngày mai, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, đề phòng sóng lớn kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại vùng trũng thấp. Chiều tối và đêm nay, Thanh Hóa, Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm và có nơi trên 90 mm. Riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão sẽ có mưa to với lượng từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 120 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất cục bộ. Với thành phố Hồ Chí Minh Trưa chiều nay tiếp tục có mưa rông, có nơi mưa vừa có thể kèm theo gió giật mạnh. Ngập úng ít khả năng xảy ra, trời mát với mức nhiệt là 31 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của chuyển động 24 giờ.